Lợn quay đặc sản Hưng Yên. Anh em nhớ like và subscribe kênh Ẩm thực Việt nhá. Đợt vừa rồi mình có đăng cái video cách mổ lợn siêu tốc, nên cho anh em hướng dẫn anh em cách mổ lợn siêu tốc rồi nhá. Cái video này đạt 150.000 like, mình sẽ hướng dẫn cách quay lợn trực tiếp. Thằng Huấn đây nó kiếm nhiều tiền từ YouTube lắm đây ạ. Em mới kiếm được có 6.4 triệu rồi. Ừ. Cái video của em, anh tìm cách mổ lợn siêu tốc 300 à. Nhiều người like mình kiếm được tiền. Vâng. Nhiều like trở lên là được. 10.000 like là được 100 đô. À đây ạ. À 10.000 là xem, 10 view. 10.000 là xem à? Vâng. Thế một nhiều lúc thấy bọn nó lại mấy triệu là xem. Ui, tính lúc tiền nó vô vàn luôn. Cái đăng lên YouTube thì biết rồi. Nó nhiều lúc thì phải đăng lên nhiều thế. Bảo và anh thế mà anh ấy biết là vì sao chúng ta phải chửi nhau trên mạng để kiếm like rồi. Thẻ anh không biết là đúng không? Anh em nhớ like và subscribe kênh Ẩm thực Việt nhá. Nhưng mà rượu linh năng mua của ông đấy. Uống sáng nay không dám uống nhiều, tí công việc uống rửa chén. Đây à? Trần Cơ còn lôi gáo. Thôi muộn đây này à? Quay, muộn, muộn làm thế em. Sợ ăn không hết, nhưng mà thôi, quyết định quay thì ăn là ngon. Cứ làm hai con đấy. Thì phải chịu chứ, đi làm theo em. Giới thiệu với anh em là đây là anh Hào, chuyên gia quay tay. Cái gì đây? Ngày quay tay mấy lần mà không thấy mệt. Thôi nha, mình tạm dừng video rồi. Anh em nhớ like và subscribe kênh Ẩm thực Việt nha. Cái gì mình nói mình sẽ làm, đúng 150.000 like là mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng khâu một. 150.000 like thì lâu lắm, kỳ lắm bây giờ.